Các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp Eurozone đã được cải thiện trong tháng này, cho thấy chương trình mua trái phiếu của ECB đang phát huy tác dụng. Berlin đang chuyển động, kinh tế của thủ đô nước Đức đang tăng tốc và kéo nền kinh tế của cả châu Âu đi theo. Việc sản xuất tại Eurozone đang ở mức cao nhất từ 10 tháng qua, theo số liệu mới nhất được công bố, còn ngành dịch vụ thì ở mức cao nhất kể từ 46 tháng. Tại Frankfurt, tình hình cũng khả quan hơn khi cổ phiếu của các doanh nghiệp Đức tiếp tục tăng. Nhớ lại cuối năm ngoái, dự đoán lạc quan nhất về chỉ số chứng khoán DAX trong năm 2015 là ở mức 11.000 điểm, nhưng giờ đây chúng ta đã đạt được mức trên 12.000 điểm và sự tăng trưởng này cần tiếp tục được củng cố. Ông Mario Draghi cũng đã sẵn sàng nói về những số liệu kinh tế mới đây khi ông phát biểu trước các nhà làm luật châu Âu tại Brussels hôm đầu tuần. Các chính sách mới đây của ECB đang phát huy tác dụng với nhiều đơn đề nghị vay vốn ngân hàng hơn, hỗ trợ cho sự phục hồi. Tín dụng đã không tăng trong suốt gần 3 năm qua, nhưng có khả năng sẽ tăng trở lại trong tuần này. Việc trở lại guồng quay tín dụng của Eurozone đối với chúng tôi là một trong những lý do then chốt để tăng trưởng trong những năm tới. Gói QE của ECB có thể mang đến lòng tin, thúc đẩy tiêu dùng và tâm lý nhà đầu tư. Nhưng về dài hạn, chúng ta cần tăng trưởng tín dụng mới có thể khiến kinh tế đi lên. Tại Paris, các hoạt động kinh tế cũng đang được mở rộng trong tháng thứ hai liên tiếp, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng những gì mà ECB muốn là lạm phát tăng trở lại, thì điều đó vẫn chưa xảy ra.